Chào tất cả mọi người nhé. Các bạn quan sát thấy đây là một bắp cà rau rất là nhiều nhá. Hiện nay bắp để gần một tuần rồi mà sợi rau của nó ra rất dài. Nếu như cái rau này mà các bạn sử dụng cái dao lam thông thường, các bạn cạo lên thì rất đau rắt, thậm chí là không cẩn thận là chảy máu, xước sát. Đó là điều đương nhiên bởi vì rau quá tốt, quá dày. Còn nếu các bạn sử dụng máy cạo rau, tôi tin tưởng chắc một điều rằng nếu biết cách sử dụng thì cạo cái rau này quá đơn giản, quá là dễ dàng. Đấy. Và sau đây thì tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy cái hiệu quả của máy cạo rau Iando SCVK316, cái loại mà tôi đang sử dụng và đang bán trên thị trường được rất nhiều người ưa chuộng. Thì cái loại máy cạo rau này ấy thì nó cạo rất sạch, rất sát, không hề đau rát, không chảy máu, không cần dùng bọt, thậm chí là không cần dùng gương, các bạn vẫn có thể cạo được vô tư. Nếu mà rau dài thế này ấy, thì tốt nhất là các bạn không nên đặt cái máy cạo rau này cạo luôn, mà chúng ta phải bật chức năng phụ này. Chức năng phụ này là dùng để cắt lông chân này, lông dài này, lông nách này, rồi là chán lông mai này. Với cái loại rau này, trước hết chúng ta bật cái chức năng cắt lông phụ lên, chúng ta cắt đi. Các bạn thấy hiệu quả của nó này. Đấy. Đó, sau khi chúng ta cắt thì những cái sợi lông dài nó sẽ đít hết. Đó, ở đâu có lông dài chúng ta cứ đưa máy dần dần từ ngược theo chiều râu thế này. Các bạn nhớ là đưa ngược theo chiều lông nhé. Kể cả lông nách, lông chân, lông tai hay bất cứ loại lông gì thì chúng ta vẫn cứ đưa ngược theo chiều lông, chiều râu thế này. Thì tôi khẳng định rằng nó cắt hết, cắt sạch luôn. Đấy. Với cái chức năng này thì không thể cắt được sát chân lông được. Cho nên sau khi cắt cái chức năng này xong thì chúng ta phải bật cái chức năng cạo lên để chúng ta cạo sạch và sát đến chân lông. Đấy, các bạn thấy đấy. Với chức năng cạo này thì sẽ cạo sạch và mịn màng giống như da em bé luôn. Sau khi cạo xong, các bạn mà sờ tay lên ấy, các bạn cảm thấy nó rất là mịn màng, rất là sạch luôn. Đấy, các bạn có thể cạo ngược theo chiều râu này vô tư mà không sợ xước sát, chảy máu, hay là có một vết tích gì ở trên da mà chúng ta cảm thấy như được massage trên khuôn mặt của mình, rất là ok luôn. Các bạn thấy đấy, rất là sạch, rất sát. Đấy, sau khi cạo xong này, các bạn sờ đây này, các bạn cảm thấy rất là mịn, rất mảnh, rất mượt. Đây là những cái sợi râu nó rớt xuống này, chứ không phải là sợi cạo chết sạch các bạn nhé. Đấy. Đấy, những sợi râu rớt xuống, sợi trắng nó bám vào trên da thôi, chứ còn thực chất của nó là cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bạn sờ không thấy một cái xước sát hay là cảm giác như nó trồi cái lông chân lên nữa đâu, mà nó rất sạch các bạn nhé. Sử dụng cái loại này thì các bạn vô tư yên tâm đi, bất cứ loại râu nào cũng có thể cạo sạch và sát đến chân lông, không hề đau rát chảy máu. Ok các bạn nhé.